Anh có về xin nghỉ với em không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, vì đó rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi em thắm đường tình quê. Anh có về xin nghỉ với em không? Có sông sông tôi thấy em lặn lội, có sông ta bắt muôn từ đông ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Vì sao người ơi, về đi ơi, về với quê em, nhớ nhịp mong xanh đứng quanh quanh xứ nghệ, về với em nghe đôi thương của mẹ, anh về đây làm gì cũng thấy mẹ. Vâng, em Doanh Audio xin được mến chào tất cả chú các bác và các anh chị em audio trên toàn quốc. Vâng, hôm nay em xin được giới thiệu cho mọi người một bộ dàn nghe nha, từ thương hiệu của Panasonic, hàng nội địa Nhật, và em cam kết hàng nguyên bản mọi người nha. Vâng, về thiết kế thì bộ dàn được thiết kế hai loa, mỗi loa gồm đây loa đánh loa tản giải mọi người nhé, giới thiệu như vậy cho anh chị em dễ hình dung. Đây, cái lưới loa thì vừa gắn liền rồi nên là em cũng không tiện cậy để cho người xem nữa. Đấy, ưu điểm là bảo vệ cho loa bên trong rất là tốt nhá. Đấy, bộ này đánh loa toàn giải có nghĩa là trung bát tép này, rất là hiếm những bộ đánh như thế này, đa số là những loa rất là gồm bát trung tép. Đấy, nhưng mà những cái dòng toàn giải là hiếm mọi người nhá, giải hiếm và cũng khá là độc lạ, rất là hay. Ai muốn tìm hiểu thêm thì cứ lên Google nhá, gõ là loa toàn giải, thiết kế của loa toàn giải. Đấy, nó trùng bát tép, một loa nó trùng bát tép, đánh rất là hay. Vâng, về thiết kế thì mọi người nhìn qua video này của em. Còn chức năng thì bộ này có 3 chức năng, này khá là ổn, đa số là đáp ứng được nhu cầu của anh chị em. Thứ nhất là nghe điện thoại, TV, máy tính bằng tính năng AUX. Anh chị em bấm xem AUX đây nhá, màn hình nhận AUX thì chúng ta cắm chắc chúng ta nghe. Đặt cắm phía sau, đó là chức năng đầu tiên, chức năng AUX. Chúng ta nghe điện thoại TV bằng jack 3.5. Thứ hai là đĩa CD nằm bên dưới cùng mọi người nhá. Thì khay CD bên dưới đây, mọi người bấm open gạch chéo close là nó chạy ra nhá, chạy cái khay ra. Đây, cho đĩa vào, bấm xem nút cái tam giác xanh xanh này này, mọi người bấm nút tam giác xanh xanh này là đĩa nó vào nó chạy. Để mọi người đợi một chút cho nó load đĩa nhá. Bộ này hình thức còn khá đẹp, Panasonic. Rồi, đấy, đĩa bắt đầu load mọi người nhá. Người đây, Nex 72 nhá, bài này nghe cũng khá nhiều rồi. Rất là tốt mọi người nhá, đọc mượt, mặc dù cái đĩa của em rất là xước nhưng mà đọc vẫn rất tốt. Đây, đĩa rất là xước nhưng mà đọc vậy là khá ok rồi. Anh em chơi đĩa mới thì đọc không bao giờ có chuyện vấp nữa nhá. Chúng ta qua cái phần FM. Các bạn thì, có thích xem bóng đá không? FM full tần số 108, bắt full kênh Việt Nam nhá. Đây em dò sẵn kênh VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam 103.5. Để mời mọi người nghe từ một đoạn chất âm xem nó nét như thế nào nhá. Rất hay. Chứ đâu phải một mình anh. Mẹ nói thế, bố tôi nói thế. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Bố vẫn thức đêm thức hôm để xem bóng đá, vẫn hò hét âm nhà khi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Các bạn thích hình mẫu nào trong nhà tôi? Hãy nói cho tôi biết nhé. Đây là về cái phần đài. Đài bắt rất là nét mọi người ạ. Mà chúng mình vừa nghe của bạn Thụy Phương rất là ấm. Cũng đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây nghỉ ngơi thật vui tươi và nhiều năng lượng. Đó, đánh loa toàn giải nghe bát rất là ấm êm mọi người nhá. Chuyển qua AUX lại về bấm nút AUX cho em thôi. Đấy. Đấy, bát đánh khá là êm. Chúng ta nghe nhạc vàng, nhạc gimmick cũng rất là ok nhá, về đa thể loại nhạc. Đây là kích thước này, bọn này có tổng chiều rộng là 55, rộng 55, cao 30, cao 29. Chắc chỉ 30 và sâu của nó em tính hết âm đi là tầm khoảng 26 mọi người nhá. Đó là về phần kích thước. Đó, em quay mặt sau một chút nhá. Thùng vách bằng gỗ. Đây mặt sau đây, mặt sau đấy là chỗ này để em cắm dây để nghe đài.
người test xong rồi em tháo ra nhé, cắm hai cái trong nhé để chúng ta nghe đài một đoạn dây thôi. Đây loa thì có màu đỏ đen ký hiệu âm dương, người cắm cho em đúng ở đây. Đây ở loa cứ đỏ đen nhá, đúng đỏ đen. Đây, chúng ta gạt ra cho dây vào, chúng ta sẽ đóng lại thôi. Đây đúng màu đỏ đỏ đen đen. Chỗ này cắm 3.5 để nghe điện thoại, TV và máy tính nhá. Cắm nghe máy tính điện thoại chúng ta cắm vào đây. Đó cắm vào đây. Cái chỗ này là cắm số sấp ra, cộng nó sấp rồi. Để dây dây nguồn vào. Đây loa thì còn đẹp nhá mọi người. Mỗi loa công suất 60 tổng 120. Này loa góc cạnh rất là đẹp. Bên kia cũng vậy mọi người nhá, loa đẹp. À, hình thức như vậy rất là đơn giản và dễ dùng thôi. 120 chúng ta chơi phòng 450m² thoải mái nhá. Đó và giá cả thì em để công khai phần bình luận, anh chị em để ý giá của em muốn bán công khai rõ ràng. Đây chỗ có nút tăng về bát, tăng bát để cho anh chị em nào mà cảm thấy ít bát thì chúng ta bấm thêm. Và các chế độ quay laser mà điện sẵn đây nhá, thì quay laser đây, mà điện sẵn hết rồi. Đây là nút nguồn, volume. Đây có bằng cassette nhưng mà lâu ngày cũng mục dây cua rồi, để chúng ta chủ yếu để trưng bày vậy thôi nhá. Trưng bày cho đẹp vậy thôi. Và chúng ta bữa này em nhắc lại là nghe điện thoại, TV, máy tính, nghe đĩa CD và nghe đài radio full tần số 108 nhá mọi người nhá. Đấy, vâng và video cũng dài rồi, em cũng xin kết thúc video ở đây. Vâng và mọi người cho em xin một lượt đăng ký kênh nhá. Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.